Thưa quý vị, thưa các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa tiêu thụ lớn nhất trong năm. Dù ảnh hưởng của những biến động trên thị trường thế giới tác động đến nguồn cung, nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn hàng dự trữ, đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, đến thời điểm này các địa phương đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung, đáp ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ truyền thống tăng lượng hàng dự trữ. Hàng hóa năm nay do chuẩn bị sẵn nguồn cung cấp, chủ động nguyên liệu từ trước nên đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Hàng hóa do Việt Nam sản xuất được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn. Từ 2 tháng nay, các công nhân của doanh nghiệp này đã phải tăng ca sản xuất, chạy đua với thời gian để kịp cho các bộ phận khác hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện đơn hàng phục vụ thị trường Tết. Để chuẩn bị hàng Tết, năm nay thì công ty có chuẩn bị thời gian tăng ca, đạt thêm giờ để đủ sản lượng, đủ sản phẩm để đáp ứng cho cái nguồn tiêu thụ Tết. Cái máy móc hiện đại kết cấu được thay thế con người thì đảm bảo được cái nguồn năng suất tăng cao, giá trị sản phẩm được nâng lên, sẽ giảm bớt cái phần làm nặng thiết bị máy móc là đã ổn định, nên chị em rất phấn khởi làm việc. Để chủ động nguồn hàng cho thị trường cuối năm, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư máy móc thiết bị. Tại một công đoạn trong quá trình sản xuất ghế nhựa của đơn vị này, gần như công nhân ít phải can thiệp vào công đoạn sản xuất bởi đã có hệ thống máy móc tự động được đầu tư để hiện đại hóa và bắt kịp các công nghệ của thế giới nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trong nước trong bối cảnh sức ép cạnh tranh ngày một gia tăng. Là một thương hiệu nội thất Việt với kinh nghiệm gần 40 năm sản xuất và kinh doanh các mặt hàng bàn ghế, tủ dùng cho văn phòng và gia dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc là đơn vị có sản phẩm được công nhận là thương hiệu quốc gia. Ngay từ đầu quý 2 năm 2023, doanh nghiệp đã đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị, mở rộng kho bãi và dự trữ nguồn nguyên vật liệu để kịp sản xuất phục vụ nhu cầu đa dạng người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, doanh nghiệp đưa ra thị trường hơn 3 triệu sản phẩm với mẫu mã đa dạng phong phú, có chất lượng cao nhưng giá thành không tăng. Bắt đầu ngay cái quý 2 vừa hết, chúng tôi đã hoàn thành được những cái kế hoạch mà chúng tôi đã đề ra từ năm, như là trang bị máy móc, rồi trang bị khuôn mẫu công nghệ để chúng tôi sản xuất trên 100 sản phẩm cho 9 ngành hàng. Những sản phẩm của chúng tôi luôn chọn theo cái hướng là phải khác biệt về chất lượng, khác biệt về mẫu mã, khác biệt về kích thước và hơn thế nữa là màu sắc và hoa văn. Năm nay chúng tôi chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị phụ liệu để chúng tôi sản xuất trên 3 triệu sản phẩm, vừa kinh doanh và vừa chuẩn bị Tết. Chúng tôi xây dựng 63 tỉnh thành với hơn 20.000 điểm bán và 60 nhà phân phối. Tới đây thì chúng tôi còn nhiều chương trình khác nữa để hỗ trợ người bán hàng và hỗ trợ cho người tiêu dùng. Nếu như trước đây hàng nội ngoại thất chiếm ưu thế, thì nay hàng Việt đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Người tiêu dùng dần tin tưởng và ưu tiên chọn mua các sản phẩm nội, ngoại thất do các doanh nghiệp trong nước có uy tín sản xuất. Nguyên nhân một phần là do các doanh nghiệp đã có sự đầu tư bài bản, sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, mẫu mã cũng rất đa dạng, giá thành cạnh tranh để người tiêu dùng lựa chọn. Tết Nguyên đán là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất trong năm, là thách thức lớn về năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hà Kotobuki những ngày này đang tập trung cao độ cho sản xuất để đạt sản lượng cao nhất. Doanh nghiệp đã thông báo kế hoạch tăng ca, tăng kíp sản xuất nhằm nhanh chóng lấp đầy kho thành phẩm, đón đầu nhu cầu thị trường dịp cuối năm. Cùng với đó là việc nghiên cứu kết hợp các đối tác đưa ra thị trường sản phẩm Tết có bao bì trang nhã và đẹp mắt. Đáp ứng ngay nhu cầu về thị trường hàng hóa, bánh kẹo đấy thì chúng tôi cũng đã sản xuất và cung ứng ra thị trường hàng trên 1.000 tấn bánh mứt kẹo cao cấp, sô-cô-la các loại. Cũng dự kiến là với cái tình hình thị trường thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng trong năm 2023 cũng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì theo dự định thì thị trường bánh kẹo là cũng sẽ tăng trưởng khoảng 5-10% trong cái dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 này. Bên cạnh đó thì các cái sản phẩm của Hải Hà Kotobuki thì tất cả đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản, đáp ứng cái nhu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo, các doanh nghiệp không chỉ thay đổi trong sản xuất mà còn thay đổi trong kinh doanh, liên tục thử nghiệm,
đưa ra các mẫu sản phẩm mới, hương vị mới để hài lòng thị hiếu ngày càng đa dạng của khách hàng, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm, kinh doanh nhằm chiếm lĩnh thị phần bánh kẹo trong nước. Những năm trước đây thì tôi thường chọn sử dụng những cái sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu từ nước ngoài. Từ 3 năm trở lại gần đây thì tôi thường chọn sử dụng các sản phẩm của các đơn vị bánh kẹo trong nước. Tôi thấy là mẫu mã của các đơn vị bánh kẹo trong nước hiện tại thì họ cũng rất là đa dạng, rất là đẹp. Tôi cũng làm khách hàng khá thường xuyên của các cửa hàng Hải Hà Kotobuki. Thì sau thời gian mua hàng tôi cũng thấy là các cái sản phẩm ngày càng nâng cao về chất lượng và các hình thức về bao bì mẫu mã cũng càng ngày đẹp hơn. Theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, năm nay nguồn cung hàng hóa được các địa phương chuẩn bị chu đáo cùng với việc triển khai nhiều chương trình phục vụ Tết. Các chương trình xúc tiến thương mại cuối năm của các doanh nghiệp hàng hóa phục vụ Tết sẽ đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân bởi nguồn hàng dồi dào, phong phú và hệ thống phân phối phủ rộng. Dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán năm nay sẽ không tăng giá đột biến.